Văn Vũ. Pha sút xa, khá nguy hiểm. Tình huống dứt điểm từ rất xa của đội trưởng Trần Văn Vũ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tiến Anh. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm từ xa của Văn Vũ. Như vậy là sẽ có một tình huống phạt góc dành cho Khánh Hòa khi mà các trọng tài biên đã xác định là bóng đã đi hết đường biên ngang. Một tình huống dứt điểm rất bất ngờ của Trần Văn Vũ. Có cảm giác như là thủ môn Tiến Anh đã cứu được bóng. Như vậy là tỷ số được mở cho Sana cánh màu Việt Nam. Không có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ đội chủ nhà. Người ghi bàn có lẽ là Đình Kha. Và ngay lập tức là sự phản ứng của thủ môn Tiến Anh. Chúng ta phải xem lại tình huống ghi bàn này để xác định là các cầu thủ chủ nhà có phạm lỗi với thủ môn Tiến Anh hay không. Có lẽ quyết định sẽ không được thay đổi. Thủ môn Tiến Anh vẫn đang có những lời lẽ hết sức quyết liệt với trọng tài Vũ Ngọc Cường. Và ông trọng tài chính đang tiến sát đến đường biên để trao đổi với vị trợ lý của mình. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rõ ràng Đình Kha đã có một tình huống cạnh tranh với thủ môn Tiến Anh. Vẫn chưa rõ quyết định cuối cùng của trọng tài là như thế nào. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận. Đó không phải lỗi của Đình Kha. Một pha ghi bàn hợp lệ của số 8 bên phía Sana Khánh Hòa về Việt Nam.